anh em mình ăn cỡ 1-200 cái nha các bạn. Để giảm cân mà quý vị bạn. Nói chung là phải giảm cân. Mục đích chính anh em mình là giảm cân. Mình cứ ăn nhiều là để giảm cân nha các bạn. Mình có sức mình mới giảm cân được nha các bạn. Nói nghe nè quý vị ơi. Hôm nay hai anh em mình sẽ giới thiệu một món ăn địa phương rất là đơn giản nữa. Đó là món chả khoai tây chiên. Nguyên liệu thì gồm có này, khoai tây này quý vị và các bạn. Rồi, thịt bằm này, trứng gà, rồi một số cái rau gia vị khác, lá lốt, hành, gai, ngò nhí. Rồi giờ mình sẽ đi sát cái khoai tây trước nha quý vị và các bạn. Mình sẽ sát nhỏ nó ra. Rồi bạn ơi, đó. Nó thành mấy cái sợi sợi ngắn ngắn à, hay quá hay quá, nó càng nhuyễn càng tốt, đó quý vị ạ, nó càng nhuyễn càng tốt, đó. Dễ làm. Quý vị ơi, bây giờ mình đã chả cái khoai tây, sát cái khoai tây ra nhỏ rồi nhá, bây giờ mình đã vắt nó hơi khô rồi. Bây giờ mình sẽ trộn gia vị với lại các thành phần khác như thịt này, rồi trứng vào nhé. Hạt lêm. Mình chơi kiểu này nó quen rồi. Mình sẽ cho một ít hạt tiêu. Sẽ cho một ít muối. Mình sẽ cho một chút bột ngọt. Rồi mình sẽ bóp đều này. Rồi mình thái hành bỏ vô các bạn ơi. Cái hành này thì mình sẽ ướp với thịt heo trước. Mình sẽ thái một ít ngò gai ra, mình ướp với khoai nhé. Và sau khi đó mình sẽ thái thêm lá lốt. Rồi bây giờ sẽ trộn đều vào với nhau. Nó đã rồi. Chắc chưa? Ồ, đã quá, đã quá. Thịt và khoai tây đã trộn với nhau các bạn. Mình bỏ thêm trứng vô. Cái này nó sẽ là trở thành món ăn là thơm ngon khó cưỡng nữa này. Mình sẽ đặt trứng này. Mấy quả anh? Rồi mình sẽ cho 3 quả. Ồ, mình bỏ 3 quả trứng vô luôn các bạn. Bóp cho nó nhuyễn rồi. Các bạn nào thích ăn nhiều trứng thì bỏ nhiều trứng, mà thích ăn ít trứng thì bỏ ít trứng, thì tùy các bạn thôi. Cái này là khẩu vị. Riêng mình cần này là mình sẽ chỉ cho 3 trái thôi. Trứng nó dính mà. Để ướp vào lâu anh? Không, mình ướp đã xong rồi đấy. Bây giờ độ khoảng 5 phút là mình đem đi chiên thôi. Đi chiên nhá quý vị và các bạn. Được. Rồi giờ mình sẽ bắt tay đi chiên nhá. Mình sẽ cho dầu vào. Yeah.
Đó. Đó, mình trong những ngày mưa mà mình ăn cái món chả chiên này là rất là đã không ạ? Rất là tuyệt vời luôn đó. Rồi bây giờ mình sẽ cho khoai mới nể các cái gia vị mình ướp vào với nhau, bắt đầu mình đem chiên nhé quý vị và các bạn. Rồi. Đó, mình múc một muỗng nè các bạn. Mình múc bằng muỗng nha. Để vô. Đó, để vô tản nó ra. Đó. Quá đã các bạn ơi. Nó ra nhiều hình thù lắm nha quý vị và các bạn. Thế cho nên là mình không cứ gì là phải tròn xoe hoặc nó đẹp đẽ đâu, mình thích nhiều hình thù. Và hai nữa cũng không làm được tròn. Cái này mình có thể thay thế bằng tôm được các bạn. Tôm xay nhuyễn ra cũng được. Đúng rồi, tôm xay nhuyễn ra. Giống bánh tôm Hồ Tây quá à. Đó, hay là bạn để gì xong rồi để một con tôm lên, đúng không anh? Đúng rồi. Để một con tôm lên, một con bánh nhìn, tôm liền. Là nhìn nó đã lắm. Còn đây là mình thì... chỉ có trứng với thịt thôi. Trứng, thịt, khoai tây. Đó. Đó, đã thơm mùi na nốt rồi đó. Chúng ta chưa sực mùi rồi. Quá đạn là quá đạn luôn. Mình để bẹt bẹt rồi lại nhanh chín nè. Đó. Thơm ạ, thơm. Không nhận. Thơm quá thì thôi. Chả, khoai tây chiên, thịt bằm và trứng nha. Mấy món này mấy em nhỏ thích lắm nè. Đúng rồi, thơm lắm, ngon lắm, vàng sụn. Món này mình ăn với tương ớt rồi đúng không? Đúng rồi, món này chấm với tương ớt thì tuyệt vời. Không thể chê được ở đâu. Đó. Cái này mình ăn với bún cũng được anh phải không? Đúng rồi, ăn bún rau, được. Rau sống này kia là. Ăn rau sống này kia, chấm với lại nước mắm ngon. Mắm tỏi ớt, tươi chua, cái chay nhạt ngọt á. Nói chung là tùy khẩu vị của mọi người. Đó. Quá đã, quá đã. Quý vị và các bạn ơi, thấy chưa, miếng chả này nó đã vàng sụm rồi. Đó. Giờ mình chỉ việc là gắp ra dĩa thôi. Anh em ăn khoảng 200 cái nha các bạn. Để giảm cân mà quý vị các bạn. Nói chung là phải giảm cân. Mục đích chính anh em mình là giảm cân. Mình cứ ăn nhiều là để giảm cân nha các bạn. Mình có sức mình mới giảm cân được nha các bạn. Cái món này hôm nay lại ngon nhức lách ở đây các bạn. Phải nhức lách mới được. Đây nữa bạn ơi, dĩa này khỏe thấy các bạn. Quá thơm. Cái món này mình vừa chiên vừa muốn chảy nước miếng nha quý vị và các bạn. Quá ngon luôn. Chưa ăn mà đã thấy ngon rồi. Quý vị và các bạn ơi, món ngon của mình đã xong rồi nha. Mình đã chiên cái món khoai này trông rất là đẹp và bắt mắt này. Và rất là thơm ngon. Ngon lắm đó. Mặc dù mình chưa ăn nhưng rất là ngon. Rồi bây giờ mình sẽ thưởng thức đây. Xin mời quý vị và các bạn nhé. À. Mặc dù trong cái hình thù của nó thì rất là đa dạng. Cái hình thù của nó rất là đa dạng nha quý vị và các bạn. Nhưng thực tế nó rất là ngon đó. Rồi xin mời quý vị và các bạn nhé. À, cái món này ấy, thì mình ăn với tương ớt nhé quý vị và các bạn.
ở bên ngoài cái khoai và cái trứng nó quện với nhau, cái chút thịt bằm nó rất là thơm quý vị và các bạn ạ. Và một số nguyên liệu nữa, lá lốt và hành nó quện vào với nhau ăn nó ngon làm sao, không thể nào nói thế nào được nữa. Rồi à, quý vị và các bạn, bên trong nó vẫn còn rất là mềm nhá. Đó, nó không có bị cháy hoặc nó không có bị vàng ở trong, và nó bên trong nó vẫn còn rất là mềm. Đưa vào đến mồm một cái là nó tào giòn tan và nó mềm xeo à. Thế nó mới là tuyệt. Hai. Ngon lắm. Ở ngoài giòn ở trong mềm đúng không? Đúng rồi. Ở ngoài rất là giòn, trong rất là mềm. Đúng rồi, một món ăn rất là tuyệt vời. Cái này phải làm một new beer thôi, chứ không có bia uổng quá. Và quý vị và các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và ủng hộ anh em mình nhé. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị những video lần sau.